Nên mình có đi đây. Con được ơn gì của Chúa con chia sẻ cho mọi người nghe. Con được ơn của Đức Mẹ và của Chúa nữa. Cũng giơ tay nói chuyện, cũng giơ tay múa máy, nói khiêm tốn thôi. Con được ơn gì nói cho mọi người nghe. Như mẹ Maria khiêm tốn, đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao cả. Chứ phải tôi làm cho Chúa những điều cao cả. Chết chắc rồi nha. Đừng có phải kiêu ngạo mà chết đó. Rồi khiêm tốn mà nói con được ơn gì. Con được ơn Đức Mẹ khi con con được ơn Đức Mẹ là khi con mang bầu á, con được khoảng bốn tháng con đi khám với bác sĩ á, con mới đi siêu âm, con muốn biết nó là con trai con gái, rồi bác sĩ nói là phần nhiều nó là con gái, con về con buồn, con chẳng thích, bởi vì con gái khổ lắm, con không thích, thế xong con về con cầu nguyện với Đức Mẹ. Con xin Đức Mẹ cho con trai. Con tưởng là con trai sướng lắm ạ. Thế rồi từ lúc 4 tháng đấy trở đi là con không có siêu âm, con đi sang em bé. Em đến khi con sang em bé, bác sĩ bảo con trai 4kg. Ôi dồi ôi, con sướng quá. Con muốn nói là Đức Mẹ cho con sinh vào ngày 13 tháng 5, em bé của con là ngày hôm nay. Em bé của con không 12 tuổi rồi, nhưng mà con mới được Chúa biến đổi con về đây gần 1-2 năm gần đây trở lại với Chúa, thế nên con mới hiểu là Đức Mẹ cho con ơn là ngày này Đức Mẹ đi xuống, con mới hiểu không? Cái điều quan trọng là Chúa cho con được ơn biến đổi. Cái điều mà mẹ mời gọi, cái mệnh lệnh thứ ba đó là cải thiện đời sống. Con chia sẻ coi con đã được Chúa biến đổi để con cải thiện đời sống như thế nào. Trời tuyệt vời hơn nữa. Con lấy chồng thì khi con thực sự mà nói thì đạo là bà nội thì tôi dùng Chúa, nhưng mà đến đời ba con thì không có, không đi lễ thế hết á. Xong rồi con nghe cái bạn bè bảo đi đến nhà thờ này nhà thờ kia, thế là con không đi, thế rồi gia đình con đi, rồi ba con lại nguội lạnh lại không đi. Thế xong rồi con cứ đi nhưng mà con không hiểu gì hết á. Con chỉ từ nhỏ đến lớn là lúc nào con cầu nguyện với Đức Mẹ. Cái gì con cũng xin Đức Mẹ, con chỉ biết Đức Mẹ đó, con chẳng biết gì, chỉ biết là mình có Chúa nhưng mình không hiểu về đạo của mình. Thế rồi con lấy chồng thì anh ta là người không có tôn giáo gì hết. Con cũng đâu có hiểu đâu, con đâu đi học giáo lý đâu, không gì hết. Trai này chẳng lỗi chả, con người mà. Con mắc nhiều tội lắm, bởi vì khi mà không có sự hiểu biết là đầy tội. Phá thai có chả nhiều lần nữa, mà còn chẳng nhớ là mấy lần nữa. Con lấy anh ta xong là chẳng đúng là không phải là của Chúa, thế nên anh ta cả con ở với nhau, nhưng mà hai người cứ giống như là khắc khẩu á, rồi cũng không ở được với nhau. Một lần chúng con đã gọi là ly thân được khoảng một năm không ở với nhau, xong là mọi người bảo là thôi về với nhau đi. Thế là lúc đấy con buồn lắm, con chỉ muốn chết thôi. Thế xong là con mọi người bảo là thôi đi về đi, nhưng mà con không muốn về. Xong là bảo vì Chúa thì hãy đấy sống thì phải về. Thế còn anh ta hôm đấy anh ta gọi điện bảo là đi uống cà phê, rồi anh ta xin lỗi con. Thế xong con cũng về, cứ trở lại bình thường nữa, về ở với nhau. Xong khoảng 3 năm sau nữa lại tiếp tục lại không ổn. Chà, mua một cái nhà rồi, cha mẹ giúp đỡ mua rồi, vay nợ trả nợ, xong lại bán đi lại mua một cái nữa, lấy cho nó gần thành phố hơn, rồi lại được cái nhà nữa. Xong là bởi vì anh ấy ở rể, anh nghèo lắm. Rồi khi nào thì con được ơn quay trở về với Chúa? Xin lỗi cha. Thế xong bán đi, xong anh ta bảo là thôi em ơi đi ra ngoài đi, đừng có bám bám với cha mẹ nữa, đi ra ngoài nộp kiếm tiền. Thế con cũng nghe lời, con đi ra ngoài kiếm tiền. Xong anh ta có gái ở ngoài con chẳng biết gì hết. Thế đến khi hồi mẹ con phát hiện ra, mẹ con bảo nói với chị chồng thôi, không có nói với con. Rồi con trở lại cái vấn đề mấu chốt là con được quay trở về với Chúa như nào, còn chuyện anh ta để Chúa tính nhé.
Chúa. Lúc đấy khi con biết được con buồn lắm, con chán vô cùng. Con chỉ muốn con đến nhà Chúa, con cầu nguyện với Chúa. Xong con nghe thấy lời dặn của cha, một cha đấy, cha đẹp trai lắm. Không, đẹp trai. Về cha chỉ nói con về vắn tắt rồi có thời giờ con tóm lại là con đừng có lại dòng cái thiền của người khác, là con được quay trở về chúng vào cái điểm mấu chốt như thế này để con biết cái lòng thương xót Chúa, con được quay về. Cha ơi, cha lấy giảng hay lắm. Thôi thì không, bây giờ cha nói với con là ngay bây giờ là cha không quan trọng, nó không quan trọng. Nếu chúng không tác động, nếu chúng không biến đổi thì có đẹp dài mấy cũng vứt đi. Nếu mà không có Chúa thì con nói hay mấy cũng không biết gì. Mà quan trọng là Chúa tác động cho con như thế nào để con phải bắn tắt thôi, thì mới đại đồng nữa. Bắn tắt thôi, cái mấu chốt là người ta, anh chị em đang mong cho con nói. Con nói là con đã được quay về với Chúa vào cái điểm mấu chốt như thế nào thôi, để nghe lòng thương xót của Chúa. Điểm mấu chốt đó là ngày phục sinh và con đi sinh tồn. Và cha ấy nói là... Chà nữa, đi sinh tồn thì có chảy hết. Rồi, con được ai giới thiệu cho mình biết đến lòng thương xót Chúa mà con quay về? Thực sự là con bị hạ gục. Rồi cha đấy, giống như cha đấy thôi này, nói với con là... Rồi, bây giờ con thấy là qua cái cuộc sống của con, thứ nhất là ơn Chúa ban cho con vừa mới chia sẻ là một thằng con trai 4kg. Và con bảo con trai thì con thích lắm, con gái thì con không thích. Đây là cái quan niệm của ngày xưa là nhất nam viết hữu, thập nữ viết gồ. Một đứa con trai cũng là con, mà 10 đứa con gái vẫn không là con. Cái quan niệm đó của người xưa thôi. Còn quan niệm ngày hôm nay, thưa anh chị em, con nào cũng là con nào cũng là món quà Chúa ban. Con trai hay con gái không quan trọng, quan trọng là con của Chúa. Nó là con trai mà con của quỷ thì cũng vứt đi, mà nó là con gái mà con của Chúa thì cũng đáng trân trọng. Nhớ một cái điều đó. Thứ hai, con đã được ơn của Chúa là thực hiện đúng mệnh lệnh của mẹ là sám hối. Con đã dám can đảm đứng trước cộng đoàn mà thú nhận lỗi lầm của mình. Quý lắm con, thật sự con phải can đảm và khiêm tốn lắm. Chỉ còn một người mà lên đây thì họ thường khoe họ được cái này được cái kia, mà con nhìn nhận rằng con tội lỗi lắm. Cha ơi, tội gì con cũng phạm, mà ngay cả tội giết người con cũng không sợ nữa cơ mà. Vậy mà Chúa lại ban ơn cho con để con được quay trở về. Có thể qua một bài giảng, có thể qua một lời khuyên, có thể qua bất cứ một cái phương tiện nào, nhưng hãy nhớ rằng đó là phương tiện. Còn Chúa mới là tác nhân chính yếu để đưa con về với lòng thương xót của Chúa. Nếu Chúa không tác động, nếu không ơn của Chúa thì 100 cha cũng vứt đi, 100 cái đẹp dai, 100 cái nói hay cũng là rỗng không. Phải có ơn của Chúa tác động, mà ơn của Chúa tác động là do lời cầu nguyện của cộng đoàn. Và Đức Mẹ luôn luôn người gọi là hãy cầu nguyện cho kẻ tội lỗi được ơn quay trở về. Và Đức Giêsu cũng nói với Thánh Nữ Faustina là điều quan trọng nhất, lời cầu nguyện đặt lòng Chúa nhất là cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn hoãn cải, để họ cải thiện đời sống, thực hiện mệnh lệnh của mẹ. Cảm ơn con đã mạnh dạn lên đây để cho tặng cho con một cái món quà này. Có lẽ đối với con phải đọc cái này, cuốn sách Những Lá Thư Không Ngờ nha. Tập 1, tập 2, Những Lá Thư Không Ngờ của lòng thương xót Chúa. Chịu khó phải đọc đi con. Quán chưa hết mà. Đứng đi. Đây là món quà mà con về có dịp nào đó con cho chồng của con. Nghe không gì cả, cứ làm đi. Có dịp nào đó con mở cho chồng con nghe, có dịp nào đó con cho chồng con đọc Những Lá Thư Không Ngờ. Rồi cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho một ngày nào đó con quay về đây và con đi làm chứng rằng cha ơi, chồng con đã quay về với Amen. Rồi.